Trước đây có những cái video gây tranh cãi rằng là có những người lương pháp chế có thể đến hàng tỷ một tháng. Thì theo anh liệu có cái mức lương pháp chế cho những người mà rất giỏi được cái mức đấy ở Việt Nam hay không? Có hai việc nhé. Cái mình phải phân biệt được cái việc là việc mỗi mức lương của một nhân viên hay một staff hay là một leader nào làm việc là bao nhiêu phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là năng lực của pháp chế, hai là khả năng chi trả của doanh nghiệp. Bạn giỏi đến mấy thì nếu bạn làm trong một tổ chức mà người ta không có khả năng chi trả mức lương đấy thì rất là khó. Đấy, nhưng nếu mà bạn mà có thể bạn cũng tiệm cận được cái chất lượng như vậy, thậm chí là bạn tiệm cận chất lượng bạn hơn nữa thì bạn nằm trong một cái tổ chức có khả năng chi trả thì họ mới chi trả được cái mức đấy. Thì lương cao hay lương thấp nó phụ thuộc vào việc là bạn nằm trong cái tổ chức nào có khả năng chi trả mức lương đấy không, và bạn năng lực bạn có đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp đấy không. Tức là với mức đấy thì hoàn toàn khả thi trong trường hợp đáp đúng đủ hai điều kiện. Thật sự là nếu nói về tiền và lương ấy, thì mình không nghĩ nhiều đến tiền lương. Bởi vì nhiều khi là cái việc tiền lương đó dị thương lượng của giữa hai bên. Cái việc của mình thì mình là người làm công việc thì mình không có nghĩ nhiều quá. Đương nhiên lương là một phần quan trọng. Nhưng đến mức lương một mức nhất định thực ra mình cũng không cần nghĩ nhiều đến mức lương, mà mình nghĩ nhiều về việc là mình cống hiến được bao nhiêu. Thế còn cái việc chúng ta được lương bao nhiêu đó là sự thỏa thuận của các bên trước khi chúng ta triển khai công việc, mà dù là pháp chế hay là luật sư đều như vậy.